của thương vụ Neymar, nguồn tin của Sky Sports cho biết, Barca từng gửi đề nghị 100 triệu đô la Mỹ kèm hai cầu thủ đến PSG để đổi lấy Neymar. PSG có thể chọn từ danh sách 6 người gồm Philip Coutinho, Ousmane Dembele, Ivan Rakitic, Nelson Semedo, Mancom và Samuel Umtiti. Theo chuyên gia bóng đá Pháp, Jonathan Johnson, trong danh sách này, Coutinho là cầu thủ đóng vai trò quyết định, nhưng cầu thủ khác đều không muốn ra đi, hoặc không lọt vào mắt PSG kỳ chuyển nhượng hè tại Tây Ban Nha, Pháp và Đức sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 8. Với hơn một tháng còn lại, Barca và PSG còn không ít cơ hội để chốt hợp đồng.